Tiếng Trung Ánh Dương xin chào các bạn, và hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương cung cấp tới các bạn một bài học về quy tắc viết và cách nhớ chữ Hán. Mời các bạn cùng bắt đầu vào bài học nào. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chữ Hán hay khái quát về chữ Hán. Chữ Hán là gì? Chữ Hán hay còn gọi là chữ Trung Quốc. Đây là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Thì các bạn có thể thấy ví dụ ở đây có chữ khẩu. Khẩu đây có nghĩa là cái mồm, cái miệng. Thì cái chữ chính của nó chính là bên tay trái có hình vuông đây. Nhìn vào chữ này thì chúng ta chỉ nói được nghĩa thôi. Và để biết được nó đọc như thế nào thì có thêm một cái phần chú âm là cái phiên âm của chữ khẩu ở bên cạnh. Vì vậy mà người ta nói tiếng Trung Quốc là dạng chữ viết biểu ý. Và đơn vị cấu tạo nên chữ Hán, để cấu tạo nên chữ Hán thì bao gồm có nếp và bổ thủ. Các bạn phải hiểu nếp là gì. Đây các bạn có thể xem cho mình như nếp chấm này. Đấy, sẽ là một nếp chấm từ trên xuống dưới, nếp ngang kéo dài ngang từ trái sang phải. Trong phần sau chúng ta sẽ học bảy một số nếp cơ bản. Và bổ thủ là gì? Bổ thủ là một bộ phận cấu tạo nên chữ Hán. Và hiện tại thì có 214 bộ thủ đang được công nhận. Ví dụ các bạn sẽ thấy cho mình ở đây có bộ thủ là bộ nữ đấy, hay đứng một mình chúng ta gọi là chữ nữ, chữ nữ để chỉ con gái. Và những chữ nào mà chứa bộ thủ bộ nữ này thì thường liên quan đến con gái, ví dụ như ma mả là mẹ này đấy, các bạn sẽ thấy là trong chữ ma mả cũng có bộ nữ. Hay chữ chỉ chia là chị gái thì trong chữ này cũng có bộ nữ. Thì cái việc học bộ thủ này cũng giúp chúng ta nhớ chữ rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nào, tác dụng của bộ thủ trong cấu tạo chữ Hán như thế nào nhé. Thứ nhất là khi chúng ta cần tra cứu từ điển thì giúp chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta tra cứu dễ dàng hơn này. Cái thứ hai là đặc biệt quan trọng, đó là giúp người học tiếng Trung có thể dễ dàng ghi nhớ được chữ Hán. Đấy, bởi vì là hầu hết các bộ thủ đều có tác dụng biểu nghĩa của nó. Ví dụ như mình vừa nói đến bộ nữ đấy, dùng để chỉ thường liên quan đến con gái, nên là chữ nào mà có bộ nữ này là thường liên quan đến con gái, giúp chúng ta dễ học thuộc chữ hơn. Ví dụ đây, một ví dụ nữa này, các bạn đây có thấy bộ hỏa không? Bộ hỏa đây là có bốn chấm ở phía dưới đấy. Thì những chữ nào mà có chứa bộ hỏa này thì chắc chắn ý nghĩa của nó là liên quan đến tới lửa nhé. Đây các bạn sẽ thấy này, có từ rửa, rửa là nhiệt, nóng, thì các bạn có thấy bộ chấm hỏa dưới không nhỉ? Hay từ chiên, đây là một động từ nấu nướng, có nghĩa là chiên rán, đấy, cũng có bộ hỏa dưới. Chủ là nấu luộc, cũng có bộ hỏa phía dưới. Đấy, như vậy học các bộ thủ để giúp chúng ta ghi nhớ được chữ Hán và học thuộc chữ Hán nhanh hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các nét cơ bản trong chữ Hán. Để học được chữ Hán thì trước tiên các bạn cần phải nắm được các nét cơ bản này. Thông thường có 8 nét cơ bản sau. Nét thứ nhất là nét chấm. Thì một dấu chấm từ trên xuống dưới, các bạn có thể quan sát hình đây. Tiếp theo là nét ngang, có nghĩa là nét thẳng ngang kéo từ trái sang phải. Các bạn sẽ viết bút từ trái sang phải giống như ở hình minh họa. Nét số thẳng là một nét thẳng đứng kéo từ trên xuống dưới. Nét hất, hất là một nét thẳng hất chéo, các bạn sẽ viết từ dưới lên trên, hất lên trên giống như hình minh họa đây. Tiếp theo, nét thứ năm là nét phẩy, thì nó gần giống như dấu phẩy của chúng ta. Nét nó sẽ cong một chút và kéo xuống phía dưới từ phải qua trái. Nét tiếp theo là nét mác, là một nét thẳng kéo xuống, các bạn sẽ đo một nét thẳng nhưng mà nó sẽ kéo chéo xuống từ trái qua phải. Nét ngang móc, nét ngang móc thì thông thường chúng ta hay gọi là nét móc, nhưng nét móc thì không bao giờ đứng một mình mà nó hay kết hợp. Ví dụ có ngang móc thì là một nét ngang kéo dài rồi sau đó móc từ trên xuống. Nét sổ móc là nét móc lên ở cuối nét sổ dọc. Các bạn sẽ thấy nét móc lên ở cuối nét sổ dọc đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy này, đây là một số nét khác ngoài 8 nét cơ bản mà mình vừa nhắc. Một nét là gì? Như vậy chúng ta phải biểu nét là gì? Mỗi một lần chúng ta nhấc bút lên
thì được tính là một nét. Thì cái việc đếm nét này thì hỗ trợ cho chúng ta là biết mỗi một chữ là có tổng bao nhiêu nét, để rồi hỗ trợ chủ yếu là sau này chúng ta cần tra từ điển. Đây các bạn sẽ thấy đây, ngoài những nét như là chấm này, ngang, sổ, phẩy, mác, đấy, thì ngoài ra chúng ta còn có những nét mà nó sẽ dài và phức tạp hơn nhưng vẫn chỉ tính được một lần nhấc bút thôi. Ví dụ nhá, các bạn sẽ thấy có nét đây, các bạn sẽ thấy có nét sổ ngang ở đây này, đấy. Hay ví dụ như chúng ta có nét ngang gập này, ngang gập này, hay chúng ta cũng có thể gọi là ngang sổ này, đấy. Hay những nét nó đặc biệt hơn như ngang cong móc lên, đấy, ngang cong móc lên, vân vân. Thì những cái nét này các bạn không cần phải học thuộc, các bạn khi nào học chữ thì chúng ta sẽ quan sát cách viết từng chữ một thì chúng ta sẽ học được, và dần dần thì chúng ta sẽ quen thuộc và nắm được vững hơn các cái nét này. Bước tiếp theo để học viết ở chữ Hán đó là các bạn phải nắm được các quy tắc viết cơ bản. Các quy tắc viết cơ bản của chữ Hán thì cũng tuân theo tự nhiên. Đây các bạn sẽ thấy nhá. Đấy. Thứ nhất là ngang trước sổ sau. Ở khi mà có gặp nét ngang và nét sổ gần nhau thì thường ưu tiên ngang trước rồi sổ sau. Ví dụ các bạn thấy có chữ thập là chữ sứ đấy. Đấy, các bạn có thể quan sát ở cái hình đầu tiên. Đây, cái hình đầu tiên đây sẽ là ngang rồi sổ. Tiếp theo đó là phẩy trước mác sau. Hai nét này gần nhau thì ưu tiên phẩy trước và mác sau. Ví dụ ta có lấy chữ ta là số 8 làm ví dụ. Các bạn quan sát cái hình viết đây. Đầu tiên là nét phẩy, rồi sau đó là nét mác. Tiếp theo, hình quy tắc số 3 đó là trái trước phải sau. Chúng ta viết theo quy luật tự nhiên bình thường là từ trái sang bên phải. Ví dụ như mình có chữ hảo, có nghĩa là tốt, đẹp hay ngon đấy. Thì các bạn sẽ thấy này, cái viết người ta như sau. Đầu tiên là viết bộ nữ trước từ bên trái. Đấy. Rồi sau đó viết bộ tử ở bên phải, ngang phẩy, cong móc và ngang. Tiếp theo đó là quy tắc từ trên xuống dưới. Đấy. Ví dụ như số 3, phát âm là san. Thì các bạn thấy có 3 nét ngang và cơ thế tiến hành từ trên xuống dưới theo thứ tự thôi. Ngang, ngang, ngang. Quy tắc tiếp theo đó là từ ngoài vào trong, hay là chúng ta phải ngoài trước, các nét bên ngoài trước, bên trong sau. Ví dụ đây các bạn thấy chữ nguyệt nhá, nguyệt là nhuệ. Các bạn sẽ thấy cái viết này, phẩy này, ngang số móc bên ngoài trước rồi ngang, ngang bên trong sau. Tiếp theo đó là khi mà chữ nào mà có bộ xước đi cùng với bộ xước hoặc bộ dẫn ấy, thì các bạn sẽ phải viết cái hai cái bộ này sau cùng, mặc dù nó đứng ở bên trái nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn cho mình này, chữ chin nhá. Chữ chin có nghĩa là vào đấy. Đây, viết bên trái phải trước này, ngang ngang này, phẩy này, sổ này. Rồi sau đó viết bộ qua trước này, chấm này. Đấy. Rồi tiếp theo đó là giữa trước hay bên sau, hay là giữa trước rồi trái rồi bên phải, thì thường dùng cho những chữ cân đối. Ví dụ như chữ xẻo là chữ tiểu là nhỏ đấy, sẽ viết sổ móc trước này, rồi bên trái này, phẩy bên phải này, chấm này. Tiếp theo quy tắc số 8 đó là vào nhà xong rồi đóng cửa. Thường dùng cho bộ vi ở bên ngoài. Đây các bạn sẽ thấy bộ vi là nét sổ ngang, còn bên trong chứa một bộ phận khác gọi là bộ vi. Ví dụ ở đây có chữ cúa. Cúa là quốc gia đấy, đầu tiên này, sổ này, ngang sổ này, để cái cửa đấy, ngang ngang sổ ngang, chấm ở chữ ngọc bên trong, rồi cuối cùng là đóng cửa lại. Đấy, người ta bảo vào xong rồi mới đóng cửa. Và sau đây chúng ta cùng nhau vào một số quy luật ghép chữ và cách dễ ghi nhớ chữ Hán. Để dễ ghi nhớ chữ Hán thì nắm được một số quy luật ghép chữ này cũng là một cách giúp chúng ta dễ ghi nhớ chữ Hán hơn. Mình giới thiệu có nhiều quy tắc ghép nhưng mình chỉ giới thiệu một số quy tắc giúp chúng ta dễ nhớ chữ Hán hơn. Đầu tiên là chữ tượng hình. Chữ tượng hình có nghĩa là một chữ qua một chữ thì cái chữ đấy nó dùng để miêu tả hình dáng thực của sự vật luôn. Đây các bạn sẽ thấy này, các bạn quan sát một số bức tranh ở đây, ví dụ như chữ khẩu, khẩu là cái miệng nhá, đây, chữ khẩu là cái miệng, thì nó quan sát từ cái miệng này, và quan sát viết ra chữ khẩu là hình vuông, rất giống hình cái miệng, đấy, hay một ví dụ khác nữa đây như chữ nhật này các bạn này, nhật là mặt trời, rử, thì quan sát là mặt trời hình tròn đúng không, và nét chấm ở giữa coi như tâm mặt trời thì người ta viết thành như này, sổ ngang ngang, đấy, chữ rử, rất là giống hình mặt trời. Hay chữ khủa này là đặc biệt giống này, chữ khủa là lửa này các bạn nhìn này, đây, đây là một đám lửa, và chữ hỏa này cũng là quan sát từ cái hình ảnh đấy mà vẽ ra thôi,
chấm này, phẩy này, phẩy mác. Đấy, các bạn có thể quan sát thêm. Như vậy thì thông qua cái chữ tượng hình này thì cũng giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ được từ mới hơn. Tiếp theo đó là cách ghép chữ hội ý. Chữ hội ý nghĩa là các bộ thủ được hợp lại thành nghĩa của từ mới. Các bộ thủ hợp lại. Đấy nhá, từ nhiều bộ thủ hợp lại thì tạo lên nghĩa. Đấy, các bạn sẽ thấy này. Ví dụ như có từ sân. Sân ở đây có nghĩa là rừng. Thì các bạn sẽ thấy có bộ mộc không ấy. Có bộ mộc không thì là mù. Đây, chữ mù. Nhưng mà các bạn ở đây các bạn thấy từ sân là gồm có 3 chữ mù ghép lại. Thì nhiều cây ghép lại thì thành gì? Thành rừng. Đấy, cho nên người ta gọi là chữ hội ý đấy. Thì đây, cái từ này cũng là cái cách nhớ này cũng giúp chúng ta dễ thuộc cái từ sân hơn. Chúng ta chỉ cần nhớ được từ mù là mộc, là cây, thì chúng ta có thể nhớ được từ sân. Hay ví dụ như từ chúng. Chúng là tòng, là đi theo. Thì các bạn có thấy là cái hình này có phải là hai chữ nhân đi kèm theo nhau không? Có nghĩa là một người này đi theo người kia. Cho nên là có nghĩa là đi theo. Đấy, hay chữ lây nhá. Lây này gồm có bộ gì? Bên trái đó là bộ chấm thủy để chỉ nước. Thế còn bên phải là bộ mục. Bộ mục là mắt. Thì bây giờ nước chảy ở bên mắt. Cho nên là chữ này có nghĩa là lệ, nước mắt. Đấy, rất là dễ nhớ nên các bạn hiểu được cái hiện tượng cách ghép chữ hội ý này. Quy luật tiếp theo là chữ hình thanh. Chữ hình thanh là gì? Đó là chữ mà được tạo thành từ hai bộ phận. Từ hai bộ phận gồm một bộ phận là bộ thủ dùng để biểu âm. Tức là thông qua cái bộ đấy chúng ta có thể đoán được xem cái âm đấy sẽ phát âm như thế nào. Và một bộ là bộ phận biểu nghĩa. Có nghĩa là liên quan chữ này có cái bộ thủ đấy, chắc chắn ý nghĩa sẽ liên quan đến cái ý nghĩa của bộ thủ đấy. Đây, các bạn sẽ thấy ví dụ này. Như là chữ ma. Ma trong từ ma mà là gì? Mẹ. Thì bao gồm có, các bạn thấy bên trái là bộ nữ. Bộ nữ này dùng để chỉ nghĩa. Đấy, và bên phải là chữ mã. Các bạn đã học được chữ mã là con ngựa rồi, phát âm là mã để tạo nên âm đặc cho cái chữ này. Vì vậy mà chữ này phát âm là gì? Ma. Và ý nghĩa liên quan đến con gái, phát âm là mẹ. Như vậy nếu như hiểu được cái quy tắc chữ hình thanh này thì các bạn sẽ học thuộc được chữ ma rất là dễ. Đấy, thứ nhớ nhất là nhớ là liên quan đến mẹ thì chúng ta có bộ nữ này. Và phát âm ma gần giống chữ mã con ngựa mà chúng ta đã học. Thế là ghép vào, chúng ta học được chữ ma, học thuộc rất là nhanh. Hay tương tự liên quan đến bộ thủ biểu nghĩa, ví dụ như là ở đây bộ nữ là liên quan đến con gái, cho nên ví dụ những chữ như là mây mày, chỉ chia thì cũng là liên quan đến chỉ con gái, như mây mày là em gái này, chỉ chia là chị gái, và những chữ này đều chứa bộ nữ. Tiếp theo một ví dụ nữa, chữ phang. Phang có nghĩa là phương. Nghĩa của từ này có nghĩa là cỏ thơm. Vì vậy những bạn nào tên là Phương nhá, thì nghĩa của bạn có nghĩa là nên là cỏ thơm. Thì bao gồm có bộ gì? Ở phía trên đầu là bộ thảo đầu để chỉ cây cỏ, và phía dưới là chữ phang. Và đây cũng là chữ hài thanh. Trong đó thì bộ thủ chỉ nghĩa là bộ gì các bạn? Chính là bộ thảo đầu đấy. Và để chỉ là cái chữ này liên quan tới cây cỏ. Và dưới là chữ phương để lấy âm đọc. Đấy, phang, cách phát âm giống nhau luôn, và trên là bộ thảo đầu. Hay tương tự, liên quan đến biểu nghĩa của bộ thảo đầu, ví dụ chúng ta có từ trá này, cũng có bộ thảo đầu phía trên này, chảo này, cũng có bộ thảo đầu phía trên này, thì trá là trà, cũng là loại cây cỏ thân mềm, chảo, cỏ, liên quan đến cỏ. Đấy, rất là dễ học thuộc chữ. Hay là chữ phang nhé, chữ phang thường là dùng để biểu âm cho các chữ khác. Ví dụ như các bạn thấy này, có từ pháng này. Đấy, thì cũng chứa chữ phang bên trong. Và cách phát âm gần giống nhau, chúng ta nhìn là chúng ta có thể đoán cái chữ này là đó, phát âm liên quan đến phang, pháng. Đấy, pháng này, hay là pháng đây có nghĩa là phòng nhá. Hay bên cạnh này cũng có chữ phang và phát âm là phang. Phang, đặt, để. Đây là động từ nghĩa là đặt, để. Đấy, vậy nắm được quy luật này thì chúng ta càng học nhiều chữ Hán thì chúng ta càng dễ học thuộc hơn, vì chúng ta nắm được nhiều bộ thủ hơn. Và khi mà học chữ hài thanh thì các bạn lưu ý cho mình một số những bộ thủ thường làm âm đọc. Ví dụ như mã, dấn, đây, mã, dấn, chủ, tiên, ba, trang, chí, khở, vân vân. Thêm một số bộ thủ mà dùng để làm biểu nghĩa
Ví dụ như chúng ta vừa có, à, mình vừa có ví dụ như bộ thảo đầu này, thường liên quan đến cây cỏ thân mềm, bộ trúc liên quan tới tre trúc, bộ miên là ý nghĩa thường liên quan đến nhà cửa mái nhà, bộ khẩu liên quan đến hoạt động của mồm miệng, bộ chấm thủy là cái từ đấy là liên quan đến nước, bộ nhân đứng liên quan đến người, bộ tâm đứng liên quan đến hoạt động của trạng thái tâm lý, bộ mịch là tơ tằm. Một tin vui cho các bạn học tiếng Trung hay học chữ Hán, đó là ở trong chữ Hán thì có đến 80% là chữ hình thanh. Vì vậy mà khi nắm được quy luật ghép chữ này thì các bạn chỉ cần học thuộc những bộ thủ, đặc biệt là ghi nhớ 214 bộ thủ và những bộ thủ thường dùng là chúng ta có thể được học được và dễ dàng ghi nhớ được một chữ Hán hơn. Thứ hai là khi học bộ thủ thì các bạn lưu ý là cần phải nhớ được cách viết này, cách phát âm của bộ thủ đấy nếu có, tên Hán Việt và đặc biệt là phải nắm được ý nghĩa của bộ thủ đấy. Bởi vì nắm được ý nghĩa thì chúng ta mới biết được là cái chữ Hán và chữ bộ thủ đấy là thường liên quan tới nghĩa gì và dễ học thuộc từ hơn. Đây các bạn ví dụ, có bộ ba chấm thủy nhá, là liên quan tới nước này. Thì những cái chữ đằng sau này, ví dụ như từ khan, từ khứa chắc chắn liên quan đến nước. Khan có nghĩa là mồ hôi, khứa là sông. Đấy, hay bộ ngôn liên quan tới hoạt động lời nói. Thì những từ đằng sau đây như từ khỏa, xua và chẳng đều liên quan tới lời nói. Như khỏa là lời nói, này xua là nói, chẳng có nghĩa là giảng kể. Đấy, hay bộ tài gảy nhá, thì liên quan tới hoạt động bằng tay. Ví dụ những cái chữ chứa bộ này như từ thí này, có nghĩa là nhấc sách này, tả là đánh này, cũng dùng tay này, trỏ có nghĩa là tìm, cũng dùng tay này, vân vân. Và ngoài ra thì để học tốt chữ Hán hơn thì các bạn có thể tham khảo video dạy cách nhớ chữ Hán theo giáo trình Hán ngữ 1 trên kênh YouTube của Tiếng Trung Ánh Dương qua đường link dưới đây. Và trên trang web tiengtrunganhduong.com thì cũng cung cấp tới các bạn là 214 bộ thủ trong tiếng Trung cũng như các bộ thủ thường dùng nhất trong tiếng Trung, thì các bạn có thể lên tham khảo và tải về để in ra học tại đường link này. Các bạn thân mến, như vậy trong bài học hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương đã khái quát cho các bạn về chữ Hán cũng như là các nét viết, các quy tắc viết cơ bản. Ngoài ra đó là những quy luật ghép chữ và cách để chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ, học viết được chữ Hán hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là chăm chỉ. Các bạn hãy thường xuyên luyện viết chữ Hán, đặt câu, viết chữ Hán thì chúng ta có thể ghi nhớ được lâu hơn. Và nếu như thấy video có bổ ích thì các bạn hãy đừng quên like và ấn nút theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để chúng ta có thể đón xem được bài học hay và bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Trái chiến!